Ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội như bừng tỉnh trong niềm vui của mọi tầng lớp nhân dân, cùng sắc màu tươi thắm của lá cờ độc lập. Toàn cảnh khu vực diễn ra lễ hạ cờ của quân Pháp ở thành Hà Nội trước khi lực lượng Việt Minh tiếp quản thủ đô tháng 10 năm 1954. Góc bên phải bức ảnh là cột cờ Hà Nội. Nghi lễ này là một biểu tượng đánh dấu sự chấm hết cho ách thống trị của thực dân Pháp ở Hà Nội. Các binh sĩ giơ tay chào khi lá cờ của Pháp được hạ xuống. Lá cờ bắt đầu được gỡ. Và cuốn lại trong sự câm lặng của những người lính Pháp đang có mặt tại nơi đây. Lính Pháp chuẩn bị rút khỏi Hà Nội trước khi quân đội Việt Minh tiến vào. Lính Pháp rút khỏi Hà Nội qua đường cầu Long Biên. Một nhóm lính di chuyển trên cầu Long Biên. Phụ nữ Hà Nội cầm cờ đỏ sao vàng đứng trên đường tàu điện ngã tư Sở, chào đón bộ đội Việt Minh về tiếp quản thủ đô. Dân chúng tụ họp bên bờ Hồ Gươm chờ đợi đoàn quân tiếp quản thủ đô. Các chiến sĩ Việt Minh tiến vào thành phố dưới cơn mưa mùa thu lất phất. Đoàn quân chiến thắng đi qua rạp Đại Nam ở phố Huế. Khuôn mặt mỗi người đều toát lên vẻ phấn chấn. Sự hào hứng của trẻ em Hà Nội trong ngày thủ đô được giải phóng. Trẻ em trên phố Hàng Bạc cầm cờ vẫy chào bộ đội Việt Minh. Trẻ em ở ngã tư Sở. Các chiến sĩ và cán bộ Việt Minh tiếp quản trụ sở phủ thống sứ Bắc Kỳ, còn gọi là Bắc Bộ Phủ, nay là nhà khách chính phủ, cơ quan đầu não của thực dân Pháp trên toàn miền Bắc.
lá cờ đỏ sao vàng được cắm trên cổng phủ thống sứ. Các chiến sĩ Việt Minh biểu lộ niềm vui sau khi tiếp quản phủ thống sứ. Nhà giám đốc bưu điện Bắc Việt thời điểm được lực lượng Việt Minh tiếp quản. Cuộc họp tại nhà giám đốc bưu điện Bắc Việt khi cơ quan này được quân ta tiếp quản. Các cán bộ nhân viên của nhà giám đốc bưu điện Bắc Bộ hợp tác với lực lượng cách mạng trong cuộc tiếp quản. Chiến sĩ Việt Minh tiến vào tia cảnh sát thành phố, ngày nay là trụ sở công an quận Hoàn Kiếm. Các binh sĩ Pháp đứng hai bên cổng tòa nhà. Trong sân tia cảnh sát thành phố, khi bộ đội ta vào tiếp quản, các sĩ quan cảnh sát Pháp trao đổi với cán bộ Việt Minh ở tia cảnh sát thành phố. Cảnh sát trưởng Pháp Jules Arnaud chuyện trò với những người tiếp quản công việc của mình. Phủ toàn quyền Đông Dương, nay là phủ chủ tịch, thời điểm lực lượng Việt Minh tiếp quản. Các chiến sĩ ta và sĩ quan Pháp đang đứng ở trước sảnh chính tòa nhà. Hai chiến sĩ Việt Minh đạp xe ngang qua phủ toàn quyền Đông Dương, lúc này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng cách mạng. Đội quân tiếp quản thủ đô tập trung tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Chiếc xe của báo Dân Mới, cơ quan tuyên truyền của mặt trận Việt Minh, liên tỉnh Thanh Nghệ tỉnh, tham gia vào ngày vui ở Hà Nội. Vẻ hân hoan của người dân Hà Nội vào ngày được giải phóng khỏi ách thực dân Pháp. Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may những lá cờ đỏ sao vàng để chào đón chính quyền mới. Đoàn quân giải phóng bước qua bờ hồ Hoàn Kiếm trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân. Trước gánh nặng trên vai sau một cuộc hành quân dài, các chiến sĩ thể hiện niềm vui chiến thắng.
Hàng trăm người tập trung ở ngã tư Sở để hát vang những khúc ca yêu nước. Trẻ em cũng rất hào hứng ca hát. Người dân đứng bên đường nhìn quân Pháp rút khỏi Hà Nội. Một đoàn xe đi qua dãy phố chật kín người. Trẻ em trên phố Huế tò mò ngắm nhìn các chú bộ đội. Người dân tụ họp bên một ngôi nhà, treo biểu ngữ, hòa bình vạn tuế. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở mọi nơi. Một xe tải chở bộ đội Việt Minh tiến vào Hà Nội. Lính Pháp trên một xe quân sự quay đầu lại nhìn đoàn quân Việt Minh đang tiến vào thành phố. Trái với khung cảnh náo nhiệt nơi Việt Minh tiến vào, người Pháp rời khỏi Hà Nội trong yên lặng. Tốp lính Pháp di chuyển qua một góc phố tuyệt đẹp của Hà Nội. Quân Pháp ở Gia Lâm. Bầu không khí rộn ràng, phấn khởi ở Hà Nội khi Việt Minh tiếp quản ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã được phóng viên ảnh của tạp chí Life ghi lại đầy chân thực qua 60 bức ảnh.